Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Chị Lan Di, chị đã nói rằng là hôm nay thì miền Bắc có mưa. Dạ Vậy vâng. thì có mưa cả ngày không chị? Thực ra là mưa sẽ không xảy ra liên tục trong cả ngày đâu ạ, mà sẽ diễn ra theo kiểu là từng cơn ngắt quãng, bất chợt ở trong ngày ạ. Vì thế mà hôm nay thời tiết cũng sẽ dễ chịu hơn quý vị ạ. Mát nhất là tại thành phố Sơn La hay là Ninh Bình, Hải Phòng với mức nhiệt là 29 độ. Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của miền Bắc thì cũng sẽ dao động từ 30 đến 32 độ. Ở miền Trung thì cũng sẽ giảm nhiệt trong hôm nay nhờ có mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh hay là Đồng Hới, Huế khoảng 28 đến 30 độ. Trời lại có gió đông bắc khoảng là cấp 2 đến cấp 3 cho nên cảm giác sẽ càng mát mẻ hơn. Với phía Nam từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn một chút từ 31 đến 32 độ. Với Tây Nguyên thì vừa nhờ lợi thế địa hình cao lại vừa đều đặn có mưa dông nên là nhiệt độ trong ngày cũng không cao. Dự báo Kon Tum là 29 độ, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Gia Nghĩa, Đà Lạt chỉ từ 24 đến 28 độ. Tại Nam Bộ dự báo là mưa cũng xuất hiện về chiều nhưng diện không rộng. Buổi sáng và trưa thì trời có nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất tại Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Cao Lãnh, Cần Thơ, Vĩnh Long vào khoảng là 32 đến 34 độ, trời sẽ nóng nhẹ vào buổi trưa. Vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi.